Đang quay trở lại với trận đấu thứ hai giữa hai cặp đấu Hùng ADC cùng Tuấn TK và Kiệt Trần đùa với cả Vũ. Trong trận đấu thứ hai này thì Hùng ADC cầm cho mình con Nga. Đồng đội của Hùng ADC sẽ là Tuấn TK cầm cho mình con Abasid. Phía bên kia bản đồ Vũ lần này anh ta cầm cho mình con Mali. Trong khi đó Kiệt Trần cầm cho mình con Nga, cũng là con Nga. Lần này thì sẽ có những công cuộc tranh chấp bắn hiêu đến từ Hùng ADC cũng như là cầm que chọc chó, hay còn gọi là Kiệt Trần. Kiệt Trần rất cẩn thận, anh ta cầm cho mình tận hai con giò đi để có thể bắn hiêu, tránh những trường hợp KS đến từ Hùng ADC rồi. Là một trong những ý đồ và một trong những chiến thuật rất khá rõ ràng. Lần này thì Tuấn TK cầm cho mình con Abasid với cái bãi vàng phía trong bản đồ và cục đá cũng phía trong bản đồ là hợp lý. Phía bên này thì sao? Vũ cầm cho mình con Mali, đang bắt đầu thiết kế cho mình những cái nhà dân quanh khu vực bãi vàng của mình rồi. Hai bên lần này có cầm cho mình những con khá lạ lẫm so với trận trước. Đang bắt đầu lấy được khá nhiều cừu đến từ Vũ. Phía này thì sao? Lần này thì có lẽ là Hùng AC đang bắt đầu bắn cho mình được 280 vàng rồi. Ngược lại thì Kiệt Trần cũng đang chỉ có cho mình bắn cho mình 200 vàng mà thôi. Đang bắt đầu thiết kế cho mình cái ngôi nhà trí tuệ ở khu vực sát nhà chính. Không biết rằng là Tuấn TK sẽ kích đời ở thời điểm phút thứ bao nhiêu đây. Với cho mình là 3 dân ăn vàng cùng với đó là 7 dân ăn thực. Đúng là như vậy. Vũ, anh ta đang bắt đầu đủ tài nguyên vàng để có thể lên đời 2 rồi. Gần như là công quen cho cũng vậy. Công quen gió đang đúng rồi. Hình như có lẽ là hai bên đang bắt đầu bắn hết hiêu trên bản đồ rồi. Tầm này chỉ có còn lợn nòi cũng như là sói mà thôi. Không biết các player chúng ta có để ý sói hay không. Đang bắt đầu lên đời 2 với cái cột mốc phòng thủ Kremlin Camelin ở khu vực bãi đá rồi. Sau khi thiết kế ở khu vực bãi đá này, có lẽ anh ta sẽ đào đá để ra thêm cho mình những cái nhà chính đến từ con Nga. Phía bên này thì cầm quyền cho cũng vậy. Đang kích đời đến từ Tuấn TK được khoảng 40% rồi. Ở phía bên này thì sao? Thiết kế cho mình cái mỏ đá ở khu vực sát nhà chính của mình. Lựa chọn cho mình làm cái cột mốc kinh tế. Vũ sẽ lựa chọn cho mình những đơn quân nào ở thời điểm đây hai đây. Còn Kiệt Trần, mình nghĩ là Kiệt Trần sẽ ra cho mình những con kỹ năng nếu thể đi Harad trong khoảng thời gian đời 2. Bên này thì Tuấn TK bắt đầu các cử dân ra để có thể ăn đá để có thể ra thêm những nhà chính rồi. Anh ta không biết rằng là sẽ là một con bài Abasid 2 nhà chính hay 3 nhà chính hay là thậm chí 4 nhà chính, 5 nhà chính đây. Chúng ta hãy cùng xem trong một khoảng thời gian sắp tới. Đang có bãi hiếu cuối cùng ở khu vực giữa bản đồ rồi. Lượng vàng được bắn đến từ Hùng ADC cũng như là Kiệt Trần cũng không chênh lệch quá nhiều. Tất cả các player đã lên 2 thành công. Cắt cử dân ra để có thể ăn cho mình khu vực bãi quả. Sắp hết cừu nhà rồi. Lựa chọn của Vũ có lẽ rằng là sẽ xin cho mình những con giò. Thiết kế cho mình cái trùng kỵ rồi. Là một trong những con giò gọi là con giò gì ạ? Chiến binh giò thám, chiến binh giò thám. Khi mà nâng cấp xong thì có lẽ những con giò đến từ nền văn minh Mali này nó rất là khỏe. Lại còn hồi máu được nữa. Đang bắt đầu cắt rất nhiều dân già để khai thác đá rồi. Sẽ xây cho mình cái nhà chính thứ hai ở đâu đây? Mình nghĩ là sẽ khu vực này để có thể ăn cho mình bãi hiêu, hay là khu vực này để có thể ăn cho mình bãi vàng đây. Tuấn TK đã bắt đầu thiết kế cho mình cái nhà chính phụ ở khu vực bãi quả.
ở khá xa nhà rồi. Đang không có ý đồ ra thêm nhà chính nữa. Đang bắt đầu cắt dân ra để có thể khai thác gỗ. Để có thể tiếp theo là ra thêm cho mình những cái công trình quân sự rồi. Phía bên này thì sao? Phùng AC vẫn chưa đủ tài nguyên để có thể... Ơi giời ơi, con giò đang bắt đầu đi vào khu vực cái cột mốc phòng thủ rồi, nhưng mà có lẽ sẽ không mất. Một con dân được mất đi đến từ Tuấn TK. Bởi vì con giò đến từ Vũ đến đã phát hiện ra rồi. Chém dân là rất đau, nhưng có lẽ sẽ thiết kế thành công cho mình là chính phủ này mà thôi. Mất đi cho mình một con dân. Thế này thì sao? Hùng AD đang bắt đầu cắt dân ra để thiết kế cho mình cái nhà chính phủ khu vực bãi hiêu rồi. Phát hiện ra những cái phát hiện ra cho mình thiết kế xong thì những con kỵ những con giò của Vũ, nhưng mà đã được bảo kê đến từ những con dân binh. Khai thác vàng rất nhiều đến từ Tuấn TK rồi. Không biết dấu hiệu này của anh ta có là lên ba thẳng hay không, hay là một bài đánh đời hai đây. Đang rất nhiều dân ăn vàng thì có lẽ là sẽ là một tình huống lên ba thẳng đến từ Tuấn TK rồi. Trong khi đó Vũ cũng đã đang bắt đầu cắp hiêu về khu vực nhà chính rồi. Lượng tài nguyên thực của Vũ ở nhà đang đói rồi, khá đói rồi. Dân đã bầu hơi đói rồi. Xin cho mình một con kỵ sofa để có thể đi harass trong khoảng thời gian săn sắp tới. Đúng như tôi dự đoán, cái Trần thiết kế cho mình cái nhà chính phủ hơi hiền một tí. Anh ta thiết kế ở khu vực bãi vàng. Nếu ta thiết kế ở đây thì có vẻ là bảo kê ở khu vực bãi vàng thứ hai cơ. Nhưng thôi không sao, khu vực này có lẽ là khu vực cũng khá là hợp lý rồi. Ui, một cái mỏ vàng kín thế nhỉ. Một mỏ vàng hơi kín đấy. Khá là kín luôn đấy. Cái này thì sao? Đang bắt đầu cắp hiêu thì phát hiện bị harass vào những con kỵ giò đến từ Hùng AC rồi. Nhưng mà có lẽ sẽ thủ được, bởi vì đã có cho mình một con sofa ở đây. Trong khi đó Hùng AC đã có thiết kế cho mình hai cái chuồng kỵ rồi. Nhưng mà lựa chọn là anh ta đang bắt đầu xin cho mình con kỵ nhẹ thôi. Đang không có chỗ đủ cho mình lượng vàng. Tuấn TK thì sao? Cắt rất nhiều dân ăn vàng. Có lẽ lượng tài nguyên của Hùng Tuấn TK đã bắt đầu đủ để có thể tài nguyên sắp đủ để có thể lên 3 rồi. Anh ta sẽ lên 3 trong khoảng 30 giây hoặc là 1 phút nữa mà thôi. Bên này thì sao? Công cuộc cắp hiêu đến từ Vũ vẫn đang được triển khai. Còn công quẻo chó thì sao? Anh ta cũng chưa có dấu hiệu nào để lên 3 cả. Khi mà thiết kế cho mình cái chuồng kỵ, bắt đầu sóc cho mình con kỵ nặng rồi. Sau khi lên 3 xong thì có lẽ là lựa chọn của Tấn TK sẽ là những con giáo. Cùng với đó là những con nỏ binh hoặc là những con men arm. Để có thể đẩy vào những tên nặng vào khu vực nhà đến từ Kiệt Trần. Những con kỵ nặng cũng như những con kỵ nhẹ đến từ Hồi DC đang bắt đầu cản bước được Vũ đi gấp hiêu về. Vũ cũng đã gói ra cho mình cái nhà giáo rồi. Nhưng mà liệu một con giáo nó có đủ hay không? Có lẽ là đủ khi mà những con giò quay lại để thể chiến đấu. Những con giò này cũng chém cũng rất là đau. Khi mà đam của con giò này đang là 7 mà cơ. Bắt đầu lên 3 đến từ Tuấn TK được khoảng 40% rồi. Sau khi lên 3 xong thì có lẽ là sẽ đẩy quân rất mạnh vào khu vực nhà của cầm quê hoặc chó. Đó chính là Kiệt Trần. Không biết Kiệt Trần sẽ phải giải quyết như thế nào đây, khi mà công nghệ đời 3 đến từ con Abacid này thì kể con giáo đời 3 nó cũng ủi luôn nhà cơ. Không có cho mình những công nghệ nào để thủ đi cho mình những cái tên miền Nam cả. Cùng với đó là giáo đôi ba. Thì không biết là Kiệt Trần sẽ phải thủ nhà trong khoảng gian sắp tới như thế nào đây. Đã bắt đầu có đủ tài nguyên để lên ba đến từ Kiệt Trần rồi.
Không biết rằng là anh ta quyết định lên ba với công trình gì đây. Quyết định lên ba với cái trạm giao dịch cấp cao chứ không phải là cái nhà thờ. Bên này thì sau khi lên ba xong thì cầm cái trần cũng sẽ có cho mình những con kỵ nặng đời ba, hay là những con nỏ binh, hay là những con kỵ xạ đây. Bên này thì Tuấn TK cũng đã lên ba thành công rồi, có cho mình những con lạc đà được free trong cái ngôi nhà trí tuệ của mình, thiết kế thêm cho mình một cái nhà lính hay là một cái nhà cung nữa đây. Bắt đầu đi cắp thành tích luôn đến từ Tuấn TK, khi mà đang có lợi thế về công nghệ, về con người, về kiểm soát được bản đồ. Bên này thì mất một dần đến từ Kiệt Trần rồi, hai dần đến từ Kiệt Trần. Những con kỵ nặng đến từ đến từ Kiệt Trần đang không có quá nhiều hiệu quả, khi mà ở đây là những con giáo cũng như là những con cung thủ của Tuấn vẫn đang được canh gác ở đây rất kỹ càng. Vừa canh gác mà vừa đi bảo kê đi nhà thành tích. Thế này thì đỡ làm sao được, thế này thì chọc vào làm sao được. Một trong những tính năng của game đó chính là cái tính năng D này này, lính tuần xa. Mình thấy là rất nhiều người dùng, nhưng mà với game thủ Tuấn TK là một trong những người game thủ khá là chắc bài, với cả là chơi khá là hay. Với mức rank là chinh phật 3 rồi thì anh ta dùng cái tính năng này rất nhiều, bởi vì tôi thấy mấy lần rồi. Bên này sau khi đổi xong được hai con giáo thì đổi lại là một con kỵ nặng. Có là hai con hay không? Sẽ là hai con mà thôi. Khi mà con này đỏ máu rồi thì sẽ là hai con, với một con kỵ nặng và một con với hai con giáo và một con cung thì đổi lại hai con kỵ nặng là rất lời. Bên này thì sao? Những con lính chiến binh lính do thám này thì vẫn đang đi làm nhiệm vụ của mình, là tuần tra mà thôi. Để mà harass được vào khu vực nhà này thì rất khó, bởi vì những con lính do thám này lượng giáp của nó là không nhiều, nhưng mà vẫn ăn được dần đến từ Tuấn TK. Lấy cho được cho mình một cái thành tích rồi, thiết kế thêm cho mình một cái nhà lính nữa. Có tích tụ để có thể đẩy quân vào khu vực nhà của Kiên Trần hay không? Phía bên này thì sao? Hùng EDC là một người cầm cho mình con Nga đang rất nhiều kỹ năng ở đây. Còn Vũ thì sao? Cũng có cho mình tên kỵ giá, tên kỵ Sova cũng như là giáo thủ ở đây rồi. Thì có lẽ kỹ năng của Hùng EDC sẽ phải lùi về. Tôi vẫn chưa thấy những cái pha giao tranh lớn đến từ cả hai bên cả. Hai bên vẫn đang chọc ngoáy nhau từng tí một, và từ từ khai thác tài nguyên và lên đời mà thôi. Chưa có một cái gì đấy gọi là khô máu cả. Cả hai bên đánh rất là chắc bài, không mạo hiểm đẩy lên nhà, và cũng như là không dồn toàn lực, vẫn đang từ từ lên đời. Bên này thì Hùng DC cũng đã lên 3 thành công rồi. Trong khi đó Vũ thì sao? Vũ cũng đã đủ tài nguyên để có thể lên 3 rồi, nhưng mà anh ta vẫn chưa quyết định lên. À đâu, anh ta vẫn còn một chút thực nữa thôi để có thể lên 3. Ý đồ của Vũ có lẽ sẽ là lên bãi quay ở khu vực này để có thể gia tăng cho mình cái tài nguyên thực mà thôi. Phía bên này thì sao? Có tranh chấp, có một pha tranh chấp cái lồng đèn ở đây rồi. Nhưng mà có thủ được cái lồng đèn này hay không? Khi mà con úi giời ơi, một tí nữa là được. Quay lại hú húa lồ lồ luôn. Tôi nhận thấy rằng là Kiệt Trần là một trong những game thủ rất hay húa lồ lồ, nhưng mà sao lần này anh ta không húa lồ lồ nhỉ? Có lẽ là anh ta cái con húa lồ lồ anh ta đang hơi ít máu, anh ta không quá mạo hiểm. Chiều này đi sao? Vũ, anh ta cũng đã bắt đầu lên ba với cái bãi quê của mình rồi. Bên này thì một tên giáo cũng như là một tên nỏ binh của Tuấn TK ở đây là rất lớn.
nhưng mà vẫn quyết định là chưa đẩy vào ở khu vực nhà của Kỳ Trần cả. Kỳ Trần cũng đã thủ cho mình những con Men Am cũng với đó nỏ binh ở đây rồi, vậy nên là sẽ hơi khó khăn một chút, sẽ phải cần nhiều quân hơn là những con giáo này. Cái này thì sao đây, lượng giáo của Tuấn TK đang là nhiều hơn, vậy nên Vũ sẽ phải rút lui về mà thôi. Có cứu trợ đến từ Kiệt Trần hay không, hay là một tên đẩy thẳng vào nhà của Tuấn TK? Trong trường hợp này có lẽ sẽ đẩy sang nhà Vũ cứu viện mà thôi. Vũ đã lên 3 thành công rồi. Quyết định của Vũ là sẽ kẹp cho mình con giáo cũng như là những con sofa của mình. Ui trời ơi, con búa lồ chạy qua tầm đống giáo này thì còn không sống sót được trong vòng mấy giây luôn. Đang có một tên kiện nặng rất đông đến từ Hùng ADC đẩy vào khu vực Nam An đến từ của Kiệt Trần rồi. Kiệt Trần rất tỉnh lần này, Kiệt Trần rất tỉnh khi mà đã giúp dân về kịp thời. Nhưng mà cái công trình đấy chỉ đủ cho 8 dân ở mà thôi. Vậy những con dân còn lại thì đi đâu? Rất nhiều nỏ binh được tích tụ ở cái nhà chính và được sản sinh ra. Vậy nên là lượng dân mất đi của Kiệt Trần cũng không phải là ít. Anh ta dưới giờ mất cho mình được 2, 3, 4 con rồi, 5 con, 6 con và rất nhiều con ở đây. Và những con dân binh đến từ cầm que chọc chó mà không phát huy được tác dụng. Ôi giời ơi, ai nhắc nhỉ, không phát huy tác dụng thì một lúc nữa nó khác tự nghèo mà thôi. Bên này thì cùng AC đang làm rất tốt cái nhiệm vụ của mình, đang chém được rất nhiều dân ở đây. Phía này thì sao, sau khi chém được dân xong thì Hùng AC vẫn giữ cho mình được một tên kỵ nặng nhất định. Ôi, đang vừa ăn hoang mà sao rút về, sẽ rút về ăn cái gì rồi, rút về đi đào đá à hay đào cái gì đây, cầm xẻng đi đào đá. Ai, nếu tôi nhầm thì anh ta ý đồ đi đào đá. Chuyện này thì sao, đang có giao tranh đến từ Tuấn TK cùng với đó là Vũ rồi. Ở đây thì Vũ vẫn đang có cho mình được đông giáo hơn và cùng với đó là những cung thủ kẹp thêm một chút nỏ bình, thì có lẽ combo đến từ Vũ đang hơi thiệt thòi một chút. Nhưng mà ở đây đang khá nhiều giáo đến từ Vũ đang quay về tiếp viện rồi, nhưng mà ở đây cũng không phải là ít, đến từ Hùng hay gì cũng có cho mình được rất nhiều những kỹ năng ở đây. Có lẽ rằng là Kiệt Trần sẽ phải đông quân hơn để có thể giải quyết được đám cung thủ này. Chứ còn dắt sang cũng nhiều Men Am phết đấy, nhưng mà chưa đủ đâu. Những con Men Am này mà gặp tên kỵ này thì nó vào nó chọc như một nút. Nhưng mà ở đây là rất nhiều giáo đến từ Vũ ở đây, thì không biết là Hồng AC có chọc được những con Men Am hay không. Bên này đấy bắt đầu giao tranh lớn rồi. Phía này thì lượng kỵ mất đi của Hùng ADC là rất nhiều. Khi mà Vũ có cho mình được những con giáo, lượng đam từ những con giáo này là rất lớn đối với những con kỵ. Vậy nên là đang bắt đầu có phần lợi thế đến từ Vũ rồi. Sẽ là phải rút quân về đến từ Hùng ADC mà thôi. Tuấn TK cũng vậy. Bên này thì Tuấn TK có lẽ là anh ta sẽ phải ra thêm cho mình nhiều giáo hơn, khi mà đang rất nhiều những con sofa đến từ Vũ ở đây. Sau khi Vũ lên 3 xong thì lượng thực đến từ bãi quầy có lẽ là gia tăng được khá lớn, khi mà lượng thực của anh ta khá đều, chỉ có cho mình 8 con dân làm thực thôi mà vẫn đều để có thể sóc cho mình được quân. Chiếm lốt thánh địa đi. Giờ ra đây chiếm lốt thánh địa đây, thánh địa đây đây. Xây thêm cho mình cái kíp gần hơn nè. Xây ở đây này, chiếm thánh địa luôn, ăn vàng luôn. Ở giữa này cũng xây cho mình cái kíp ở đây, ăn vàng luôn. Xong bên này cũng xây thánh địa đây. Rồi chiến thắng thánh địa luôn. Đấy là tôi vẽ ra, còn làm thì khó lắm các bạn ạ. Bên này thì đã bắt đầu có cho mình cái máy bắn đá đầu tiên rồi. Vậy nên là những con giáo đến từ Vũ sẽ phải rút lui mà thôi. Một cái máy bắn đá là đủ để có thể tiêu diệt đi cái tên quân hiện tại đến từ Vũ. Phía bên này thì sao, có một tên quân sofa nhẹ đến từ Vũ đang bắt đầu đi hạt hát rồi. Nhưng mà
Ông ấy đang không để ý được tôn dân này, mất đi cho mình khoảng, tôi không đếm nhưng mà theo như tôi nhìn không nhầm thì có lẽ là ngót nghét tầm khoảng chục dân, nhưng mà không được quá đáng kể. Khi mà đang bắt đầu đẩy quân lên và bắt được quân của Vũ ở khu vực mặt trận chính rồi. Phía bên này thì sao? Bên này thì vẫn có một lượng kỵ nhất định của Hùng AC đang bắt đầu có ý đồ harass vào khu vực nhà của Kế Trần. Nhưng mà Kế Trần cũng đã thiết kế cho mình cái kỹ của khu vực giữa này rồi. Bên này thì lượng cung cũng như là lượng giáo của Tuấn TK đang là nhiều hơn. Bên này có cả những con kỵ nặng cũng như là kỵ nhẹ đến từ Hùng AC đang được tụ hợp lại. Thì không biết lần này Vũ chống đỡ được cái tân quân này như thế nào đây, khi mà chỉ có cho mình những con sofa mà thôi. Những con sofa này thì theo tôi đánh giá thì lượng giáp cũng không phải quá nhiều, mà ở đây có cả giáo, có cả nỏ binh, có cả cung thủ cơ, thì có lẽ rằng là Vũ bay màu rồi. Vũ không biết là có bay màu hay không khi mà đang bắt đầu mất đi cho mình những khu vực làm ăn quan trọng. Bây giờ mất thêm những cái chuồng ngựa này nữa thôi thì có lẽ là đứt. Nhưng mà anh ta đã bắt đầu thiết kế cho mình cái nhà đời 4 ở khu vực này rồi. Sau khi thiết kế trong cho mình thành công cái nhà đời 4 thì có lẽ anh ta sẽ thủ được khoảng thời gian nữa. Bên này thì sao? Vừa thủ nhà và vẫn vừa có thể đi harass được một tên kỵ nhẹ nhẹ. Nhưng mà nó cũng không phải giải quyết được vấn đề gì quá nhiều cả. Khi mà có cho mình được những con kỵ nhẹ bảo kê khu vực nhà của Hùng AC rồi. Bên này thì sao? Tơn kỵ nặng cũng như là kỵ nhẹ của Hùng AC ở trên mặt trận này nó rất đông cơ. Nhưng mà thiết kế thành công cho mình cái nhà đời 4 ở đây thì có lẽ là Hùng AC cũng như là Tuấn Tây ớt. Nhầm, tôi nhìn nhầm anh em ạ. Đây không phải nhà đời 4 mà chỉ là cái kit thôi. Lú thế á, lú quá. Tôi nhìn giống nhà đời 4 quá. Nếu mà quả đấy là nhà đời 4 thì có lẽ là thủ được. À đâu, thực ra nhà đời 4 cũng chẳng khác gì cái kíp cả. Nếu mà lâng được công nghệ lên thì nó mới đau chứ còn